Xin chào, OnPlan sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tất cả những tính năng của OnPlan. OnPlan chính là giải pháp hợp tác liên ngành cho các kỹ sư, kiến trúc sư và nhà thầu. Người dùng có thể tìm thấy tất cả những yếu tố cần thiết để tạo dựng mô hình. Bất kể là họ muốn sử dụng các thành phần kiến trúc có sẵn hay tự do mô hình hóa các ý tưởng của mình. Người dùng có thể chuẩn bị mọi thứ với sự trợ giúp của các chức năng hữu ích và sau đó ước tính được tất cả các đại lượng, chế độ xem và mặt cắt được hiển thị trong cửa sổ hoạt ảnh. OnPlan cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn để trực quan hóa các mô hình của mình. Cho dù là một ngôi nhà biệt lập hay mô hình cầu, là video hay hình ảnh chân thực. Trao đổi trực tiếp với các giải pháp khác như Lumion cũng không yêu cầu những thủ thuật phức tạp. Nhiều chức năng đa dạng, giúp người dùng có thể gia cố cốt thép nhanh chóng, với những hình dạng từ đơn giản đến rất phức tạp. Người dùng có thể sử dụng các tính năng gia cố cốt thép tự động. Dù cho là tay thân quắc, hay visual scripting, không có giới hạn gì cả. Người dùng có thể sử dụng các đám mây điểm để tạo ra địa hình, từ đó tạo ra các đường và đánh giá tất cả các mặt cắt một cách nhanh chóng và dễ dàng. Giải pháp dựa trên nền tảng đám mây BIM Plus của OnPlan cung cấp cho người dùng khả năng trao đổi dữ liệu mô hình với những người khác hoặc làm việc cùng nhau tại bất kỳ vị trí địa lý của người dùng trên cùng một dự án, ngay trong phần mềm OnPlan với OnPlan Share. OnPlan Trip mang đến cho người dùng khả năng tạo ra các mô hình cầu phức tạp theo tham số đầy đủ với những tính toán, đánh giá và nhập trực tiếp vào OnPlan. Cho dù là các chức năng cấu kiện bê tông đúc sẵn, liên kết kết cấu thép hay quản lý thiết bị tại công trường, người dùng sẽ tìm thấy mọi thứ mình cần cho công việc hàng ngày ngay tại đây. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trong hành trình này qua loạt video Xin chào OnPlan 2023 và tìm hiểu về các tính năng hỗ trợ cho chính bạn.